Mỹ Khoa xin trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi trong ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe và ngày sau đây mời quý vị cùng với Minh Khoa đến với những bản tin được cập nhật trong ngày. Và như thường lệ là phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng tenly Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết rằng Bộ trưởng Bộ Tài chính cảnh báo nguy cơ chính phủ Hoa Kỳ có thể vỡ nợ vào tháng 6. Thông tin cho biết rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể không còn tiền để trang trải cho nghĩa vụ tài chính và có nguy cơ vỡ nợ sớm và có thể bắt đầu vào đầu tháng 6 sắp tới theo đó cảnh báo trên đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính là bà Janet Yellen đưa ra trong ngày 1 tháng 5, giữa lúc các nghị sĩ vẫn đang tranh cãi về việc nâng trần nợ công. Với đây vào tuần trước, Hạ viện do Cộng hòa nắm thế đa số đã thông qua đề nghị tăng giới hạn nợ quốc gia, nhưng đi kèm với biện pháp cắt giảm mạnh vấn đề chi tiêu. Thế là phe dân chủ đã phản đối biện pháp này. Theo giới phân tích các nghị sĩ Cộng hòa quyết tâm thúc đẩy thông qua dự luật giới hạn tiết kiệm tăng trưởng tại Hạ viện nhằm củng cố vị thế của họ trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Biden. Tuy nhiên, dự luật này khó có thể được ban hành thành luật do nó vấp phải sự phản đối của phe Dân Chủ kiểm soát Thượng viện và Tòa Bạch Úc. Sự bế tắc này càng làm nguy cơ chính phủ rơi vào cảnh vỡ nợ lần đầu tiên. Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, thì các lãnh đạo khác cùng với Bộ trưởng Bộ Tài chính Yellen đã nhấn mạnh đến các ước tính của Bộ Tài chính cho thấy sẽ không thể tiếp tục đáp ứng tất cả các nghĩa vụ tài chính của chính phủ Hoa Kỳ từ đầu tháng 6 và có thể sớm nhất là một ngày ngày 1 tháng 6 nếu Quốc hội không nâng hoặc là đình chỉ giới hạn nợ trước thời điểm này. Do đó, Quốc hội cần hành động càng sớm càng tốt để tăng hoặc là đình chỉ giới hạn nợ nhằm mang lại sự chắc chắn lâu dài hơn và để chính phủ có thể duy trì khả năng thanh toán trong một tuyên bố riêng rẽ, thì giám đốc văn phòng ngân sách quốc hội Philip Swarrow cho biết rằng các khoản thu thuế đến hết tháng 4 ít hơn so với dự đoán mà văn phòng này đưa ra từ tháng 2. Thế nên bộ tài chính nhiều khả năng sẽ gặp trường hợp cạn tiền từ đầu tháng 6. Cũng những bản tin liên quan tới kinh tế cho biết rằng chứng khoán tại Hoa Kỳ lại rung chuyển sau vụ sụp đổ của ngân hàng First Republic. Theo đài CNBC, trước phiên giao dịch ngày 1 tháng 5, chỉ số Dow Jones mức 0.14% xuống còn 34,051.70 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0.04% về mức 4.167.87 điểm. Còn Nasdaq Composite giảm 0.11% xuống còn 12.212.60 điểm. Ngoài ra, Cổ phiếu của ngân hàng JP Morgan Chase thì lại tăng 2.1% trong phiên đầu tuần sau khi đấu thầu thành công quyền tiếp quản ngân hàng First Republic. Theo đó, ngân hàng JP Morgan Chase sẽ mua hầu hết tài sản của ngân hàng First Republic nhằm bảo vệ tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng này. Tính đến ngày 31 tháng 3, JP Morgan Chase là ngân hàng lớn nhất tại Hoa Kỳ với tổng tài sản toàn cầu lên tới gần 4.000 tỷ Mỹ Kim. Theo ông Jamie Diamond, là giám đốc điều hành của ngân hàng JP Morgan cho biết rằng thương vụ mua lại First Republic sẽ giải quyết phần lớn hậu quả từ sự hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng và khởi đầu bằng vụ phá sản đột ngột của ngân hàng Silicon Valley từ đầu tháng 3. Phát biểu trên truyền hình, ông Jay Hartfield là giám đốc điều hành của Infrastructure Capital cho rằng những thỏa thuận tiếp quản tương tự có thể cứ vãn đà lao dốc của các cổ phiếu ngân hàng trong khu vực. Ông nói rằng, chúng ta có thể sắp phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về nợ. Do đó, sẽ có bất ngờ nếu có ngân hàng nào đó bị ảnh hưởng xấu và đặc biệt khi quỹ dự trữ liên bang FED tiếp tục tăng lãi suất. Và cũng có quan điểm tương tự cả giám đốc điều hành của JP Morgan, đó chính là Jeremy Diamond, lẫn nhà phân tích cấp cao của ngân hàng Bank of America cho rằng, khó có thể kết luận Cuộc khủng hoảng ngân hàng khởi phát từ tháng 3 đã chậm dứt. Theo đó, thương vụ mua lại ngân hàng First Republic của JP Morgan Chase khiến sự lo lắng về sức khỏe của cả một hệ thống ngân hàng tiếp tục trỗi dậy trong tâm trí của các nhà đầu tư. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay thì có 3 ngân hàng lớn tại Hoa Kỳ đã sụp đổ, gồm Silicon Valley, Signature vào đầu tháng 3 và đầu tháng 4, đó chính là First Republic. Cũng như bản tin liên quan tới kinh tế cho biết rằng ngân hàng Morgan Stanley sắp sa thải 3.000 nhân viên. Theo thông tấn xã Reuters, đưa tin ngân hàng Morgan Stanley với tổng tài sản khoảng 1.180 tỷ Mỹ Kim là một trong 8 ngân hàng lớn có tầm ảnh hưởng trọng yếu trên toàn cầu cũng như là tại Hoa Kỳ đang lên kế hoạch cắt giảm 3.000 nhân viên trong đợt cắt giảm nhân sự lớn thứ hai chỉ trong vòng 6 tháng qua. Theo nguồn tin cho biết rằng, vấn đề giao dịch chậm, Suy thoái kinh tế là những nguyên nhân khiến cho một trong những công ty tài chính lớn nhất tại Hoa Kỳ xem xét lại số lượng nhân viên đang làm việc tại đây và trước mắt là giảm 5% nhân sự. Hành động cắt giảm nhân sự này diễn ra giữa lúc ngân hàng đầu tư giảm mạnh, tổng doanh thu giảm gần 2% xuống chỉ còn 14.5 tỷ Mỹ kim. Morgan Stanley đã cắt giảm khoảng 1.600 nhân sự vào tháng 12 của năm 2022. Theo ông James Gorman là giám đốc điều hành của ngân hàng này cho biết rằng toàn ngành ngân hàng khó có thể phục hồi trước nửa cuối năm nay thậm chí có thể là trong năm 2024 Morgan Stanley không phải là ngân hàng duy nhất cắt giảm nhân sự Trước đó Ken Jacobs, giám đốc điều hành của Lazard cho biết rằng tình trạng ảm đạm của hệ thống ngân hàng trên toàn Hoa Kỳ đã kéo dài và có thể là tới hết năm Ngân hàng Lazard cũng vừa thông báo cắt giảm 10% nhân sự Và trong tháng 1 vừa qua, Goldman Sachs cũng đã sa thải tới 3.200 nhân viên. Đại diện tập đoàn điều hành ngân hàng cho biết rằng họ luôn trong tâm thế sẵn sàng để ứng phó với đợt sa thải, điều chỉnh lực lượng lao động. Theo đó, tình trạng cấp giảm nhân sự trong lĩnh vực tài chính diễn ra ồ ạt sau khi đại dịch Covid-19 diễn ra. Kế hoạch tăng lãi suất của Quỹ Dự trữ Liên bang FED cùng với sự hỗn loạn của hệ thống ngân hàng trong toàn nước Mỹ và các khu vực lân cận là những điều khiến cho nhân ngân hàng bị đình trệ hoạt động không còn như trước. Không chỉ trong ngành tài chính, các công ty luật cũng đã liên tiếp cắt giảm việc làm, trong đó có Kirkland and Ellis và cả công ty kiểm toán Big Four. Sáng của bản tin cho biết rằng, từ ngày 11 tháng 5, Hoa Kỳ chấm dứt yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 với du khách quốc tế. Theo đó, trong ngày 1 tháng 5, Tòa Bạch Ốc thông báo kể từ ngày 11 tháng 5 Hoa Kỳ chấm dứt yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 đối với du khách quốc tế cũng như đối với nhân viên liên bang. Thông báo nêu rõ Hoa Kỳ sẽ chấm dứt yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 đối với các nhân viên liên bang, nhà thầu liên bang, khách quốc tế đi đường hàng không vào Hoa Kỳ kể từ cuối ngày 11 tháng 5. Và đây cũng là ngày kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong khi đó, Bộ Nội an Hoa Kỳ thông báo, kể từ ngày 12 tháng 5, Hoa Kỳ sẽ không còn yêu cầu du khách nước ngoài nhập cảnh qua đường bộ và đường thủy phải tiêm phòng COVID-19 và xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine. Ước tính có hơn 1 triệu người đã tử vong tại Hoa Kỳ do đại dịch COVID-19 kể từ khi đại dịch này bùng phát. Theo Tòa Bạch Úc, yêu cầu tiêm phòng thúc đẩy việc tiêm vaccine COVID-19 trên toàn nước Mỹ. Đây là một chiến dịch tiêm vaccine đã giúp cứu sống hàng triệu người. Và kể từ tháng Giêng của năm 2021, các trường hợp tử vong do Covid-19 giảm 95% và số trường hợp nhập viện giảm gần 91%. Trên toàn cầu, số trường hợp tử vong do Covid-19 ở mức thấp nhất kể từ đầu đại dịch. Tòa Bạch Ốc cho biết rằng đại dịch đã ngừng lại, do đó chính phủ liên bang quyết định dỡ bỏ các biện pháp hạn chế có liên quan tới đại dịch Covid-19. Trước đó, trong ngày 10 tháng 4 vừa qua, thì Tổng thống Joe Biden cũng đã ký một đạo luật quy định chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia có liên quan tới đại dịch Covid-19. Quyết định này khép lại việc tài trợ tốn kém cho các xét nghiệm Covid-19, tiêm vaccine miễn phí và các biện pháp khẩn cấp khác bắt đầu thực hiện từ tháng Giêng của năm 2020 nhằm đưa nền kinh tế lớn nhất trên toàn thế giới thoát khỏi đại dịch. Tiếp đoàn bản tin của chúng tôi cho biết rằng ông Trump lần đầu tiên ra nước ngoài sau khi bị truy tố. Hãng thông tấn Reuters đưa tin cựu tổng thống Donald Trump đã có chuyến đi tới thành phố Aberdeen của Scotland vào ngày 1 tháng 5 để kiểm tra các sân golf do công ty của ông sở hữu. Theo đó, ông Trump, người sinh ra trong một gia đình gốc Scotland đã chia sẻ với các phóng viên sau khi bước xuống cầu thang máy bay rằng Thật tuyệt vời khi được trở về nhà. Đây là quê nhà của mẹ tôi. Theo đó, vào ngày 30 tháng 4, cựu tổng thống Donald Trump đã nói với giới truyền thông rằng ông có một chuyến đi ngắn ngày tới Scotland và Ireland để thăm các bất động sản của công ty gia đình tại đây. Ông Trump hiện đang là chủ sở hữu của hai sân golf tại Arbidon và Turnberry ở Scotland, cùng với đó là một sân golf ở Ireland. Hôm đó, ông cũng chia sẻ trên mạng xã hội True Social rằng, Tôi sẽ gặp gỡ những người bạn tuyệt vời cũng như là các băng khánh thành cho sân góc hoành tráng tại Arbidon. Thật sự, tôi rất háo hức. Chuyến đề này của ông Trump được giới truyền thông chú ý trong lúc cựu tổng thống đang phải đối mặt với các thách thức pháp lý ở trong nước. Tuy là đang phải đối mặt với vô số rắc rối, nhiều chuyên gia nhận định ông Trump vẫn là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Nhằm chọn ra ứng cử viên tiềm năng đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024. Ông Trump cũng đã tuyên bố tranh cử vào tháng 11 năm ngoái. Và hiện nay, cựu tổng thống cũng đang thực hiện những nỗ lực biến nguy thành cơ sau các rắc rối pháp lý ngay từ khi quyết định truy tố được giới truyền thông loan tin. Đội ngũ tranh cử của ông Trump đã gửi hàng loạt các email quyên góp tới người ủng hộ, trong đó thuyết phục họ chi tiền bằng thông điệp tôi bị tấn công vì đấu tranh cho các bạn. Và chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã thu về được số tiền 10 triệu Mỹ Kim.